Thì không biết là cho tới thời điểm bây giờ thì cả nhà cảm nhận gì về cái tảng đá này cả nhà. Thật ra thì đây là cái sự hình thành ngẫu nhiên, không có tác động, không có một cái sự tác động nào đây cả nhà. Và minh chứng rằng là nhân dùng tay á, nhân đưa như thế này vẫn không có trôi cái màu này đi. Đây là màu đá hoàn toàn tự nhiên. Và cũng có thể nhìn thấy một điều rằng á, là lúc trước thì có thể rằng là cái hòn đá này nó sẽ là một cái hòn đá tròn và to ra như thế này. Nhưng mà có thể là vì quá trình biến đổi của thời tiết và khí hậu á, thì nó khiến cho cái hòn đá này nứt ra. Đây là những cái vết nứt nè, rõ ràng cả nhà thấy không? Những cái vết này là cái vết bể của một cái hòn đá, nó bể làm đôi ra. Thì khi đó thì chúng ta trải qua một quá trình biến đổi thì có thể là thời tiết nó tác động vào cái tảng đá này, nó khiến cho chúng ta có một cái nhãn quan nhìn giống với một vị nào đó. Xin chào cả nhà, hôm nay Nhân sẽ đi leo núi cả nhà. Và dạo gần đây thì mọi người xôn xao một hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên một cái tảng đá nơi mà sư Minh Tuệ hay ngồi thiền, và được chia sẻ rất là nhiều. Có người thì cho rằng là giống với lại ngài Đạt Ma, và có người cho rằng thì giống vị này vị kia, và có người thì cũng cho rằng là đây là hình ảnh Photoshop. Thì cả nhà cũng biết rồi, sư Minh Tuệ hoặc là những vị sư khác ẩn tu trên núi thì lúc thì núi này, lúc thì núi nọ, lúc thì ở nghĩa địa, lúc thì ở gốc cây, sẽ không cố định bất kỳ một nơi nào cả. Nhưng ngày hôm nay Nhân sẽ leo núi để xem lại hình ảnh mà rất là đông mọi người cho rằng là giống với lại ngài Đạt Ma. Vì vậy hôm nay Nhân sẽ leo núi nơi mà Nhân đã gặp sư Minh Tuệ trong đêm. Ở phía sau lưng của sư thì có ẩn hiện một cái hình ảnh mà mọi người cho rằng đó là Đạt Ma sư tổ. Còn Nhân thì Nhân chưa dám khẳng định điều đó, nhưng mà ngày hôm nay Nhân quay trở lại xem thử là hình ảnh ấy có còn hay không và hình ảnh đó là gì. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi leo núi để xem tận mắt hình ảnh đó để thực hư như thế nào nha cả nhà. Đi giải mã thôi, đi thôi. Thì như lúc nãy Nhân có chia sẻ cả nhà, các sư tu trên núi thì sẽ không cố định bất kỳ một cái núi nào hay là bất kỳ tỉnh thành nào, vì các sư thì có thể an trú ở một cái nơi mà nó sẽ không cố định. Vì vậy mà cái việc để gặp được các sư phải nói rất là khó khăn. Và mục đích mà ngày hôm nay Nhân leo núi là không phải để tìm các sư, mà mục đích rõ ràng của ngày hôm nay là Nhân leo núi để xác thực cái hình ảnh mà xuất hiện ở trên cái tảng đá. Nhân sẽ đi xác thực thực tế lại để cả nhà khỏi phải đồn đoán hay là hoài nghi nó có phải là Photoshop hay không, thì ngày hôm nay sẽ rõ nha cả nhà. Cả nhà cũng có thể nhìn thấy rằng là cái con đường mòn để lên núi á, nó có rất là nhiều lá cây. Thì lá cây nhiều như thế này thì chứng tỏ rằng là cũng khá là lâu rồi, không có người di chuyển thường xuyên cho nên là lá cây rất là nhiều. Vậy là các sư đã rời núi rồi cả nhà.
Cuối cùng cũng đến rồi cả nhà. Wow. Đây ạ. Chia sẻ với cả nhà thì đây chính là nơi mà Sư Minh Tuệ sẽ tọa thiền vào ban đêm. Và ở phía đằng sau thì có một cái vệt in ở trên đá cả nhà. Thì rất là nhiều khán giả và quý Phật tử liên tưởng hình ảnh này là hình ảnh của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nếu như mà nhân không nói thì chắc có lẽ là có một số quý Phật tử hoặc là khán giả sẽ khó hình dung về về một cái khuôn mặt rất là giống với một khuôn mặt cả nhà. Thì để nhân có thể là chia sẻ để cho cả nhà có thể nhìn, sau đó là mường tượng ra. Nếu như mà chúng ta có một cái tư duy tưởng tượng một chút nha cả nhà, thì có thể tưởng tượng đây là phần tóc và đây là một nửa khuôn mặt nhìn về hướng này. Ở trên đây thì có thể tạm thời gọi là mắt, sau đó tới mũi, miệng và cằm như thế này cả nhà. Đây là cách mà chúng ta có thể nhìn và sau đó mường tượng. Thì chia sẻ với cả nhà rằng á, là đây là hình ảnh không có Photoshop một xíu nào cả. Khi mà đến đây thực tế thì bằng cái con mắt của mình thì mình có thể nhìn, mình thấy rất là rõ ràng, không có Photoshop. Và còn cái việc mà hình ảnh này giống với một vị nào đó thì mình không chắc chắn. Đi thăm một vòng những cái hòn đá đây một xíu cả nhà, sau đó chúng ta sẽ quay lại chỗ đó tiếp tục trò chuyện. Ở đây là những cái khối đá tự nhiên được hình thành khá là lâu rồi. Và nhân thấy là rằng là ở trên tảng đá này nó có những cái vệt đen đen này, là không biết là cái vệt đen là từ đâu cả nhà. Nhỏ nồi cũng không phải, bởi vì là mình chùi nó không có dính nhỏ nồi. Và để nhân qua bên đây nhân xem thử là ở trên đây có cái vết gì mà gọi là vẽ hay là sơn không cả nhà. Ồ, hoàn toàn tự nhiên nè. Tự nhiên hết tất cả nha. Ở đây có một cái mảnh vải. Không biết là mảnh vải này là của sư để lại hay là của ai đó mang lên đây để, nhưng cũng không rõ nha. Sở dĩ mà chỗ này có cái bề xi măng này á, để nhân giải thích cho cả nhà nhé. Khi mà trời mưa thì nước mưa nó sẽ chảy qua cái lỗ này nè, và nó sẽ chảy xuống dưới đây. Nếu như mà không có cái rãnh này á, rãnh xi măng này nè, thì nước mưa nó sẽ tràn vào cái khu vực này nè. Đây là cái khu vực mà sư ngồi thiền vào ban đêm. Và cho nên á, là
Nếu như không có cái vết ngăn này á, thì nước nó sẽ tràn qua phía bên đây làm cho ướt. Cho nên đây là cái việc mà sẽ ngăn cái nước mưa nó chảy vào cái vách này cả nhà. Và rất là may mắn rằng là chỗ này có một cái tảng đá rất là lớn, nó đủ để che nắng và có thể che mưa. Đêm xuống thì không có sương. Thực sự mà nói với cả nhà như thế này thì khi mà mình đến đây á, mình không dám ngồi vào cái vị trí này. Cả nhà biết sao? Bởi vì là cái vị trí này là vị trí của sư Minh Tuệ thiền định ở đây cả nhà. Mình là một người bình thường, mình không dám ngồi ngay cái vị trí này. Nếu như mà mình ngồi thì nếu có mặt sư Minh Tuệ ở đây thì sư sẽ vẫn cho phép. Nhưng mà bây giờ là sư không có ở đây, mình cũng không dám ngồi vào cái vị trí này. Cho nên là Nhân sẽ ngồi nép qua một bên như thế này để chia sẻ. Thì không biết là cho tới thời điểm bây giờ thì cả nhà cảm nhận gì về cái tảng đá này cả nhà. Thật ra thì đây là cái sự hình thành ngẫu nhiên, không có tác động, không có một cái sự tác động nào đây cả nhà. Và minh chứng rằng là Nhân dùng tay á, Nhân đưa như thế này vẫn không có trôi cái màu này đi. Đây là màu đá hoàn toàn tự nhiên. Và cũng có thể nhìn thấy một điều rằng á, là lúc trước thì có thể rằng là cái hòn đá này nó sẽ là một cái hòn đá tròn và to ra như thế này. Nhưng mà có thể là vì quá trình biến đổi của thời tiết và khí hậu á, thì nó khiến cho cái hòn đá này nứt ra. Đây là những cái vết nứt nè, rõ ràng cả nhà thấy không? Những cái vết này là cái vết bể của một cái hòn đá, nó bể làm đôi ra. Thì khi đó thì chúng ta trải qua một quá trình biến đổi thì có thể là thời tiết nó tác động vào cái tảng đá này, nó khiến cho chúng ta có một cái nhãn quan nhìn giống với một vị nào đó, có thể là như vậy. Thì cả nhà thấy nha, thì đây nè, đây là có thể là một nửa của nó rời ra nè cả nhà, rất là lớn nè. Những cái mảnh vỡ nó vỡ ra thì chứng tỏ rằng là nó vỡ ra từ cái hòn đá này. Và đây là chính là nơi vào ban đêm Nhân tìm ra sư Minh Tuệ một mình trong đêm tối ngồi thiền ở ngay vị trí này cả nhà. Và sư khi mà gặp mình, sư rất là hoan hỷ, tiếp chuyện và chia sẻ về Phật pháp cũng như là những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây chính là nơi mà sư tọa thiền vào ban đêm. Và hiện tại thì Nhân thấy rằng là có rất là nhiều người hoài nghi về cái tảng đá này. Có một số người thì Nhân thấy rằng là họ nói rằng là có sự tác động của con người lên. Có người cũng cho rằng là qua chỉnh sửa và Photoshop. Nhưng mà bây giờ cả nhà cũng thấy rồi đó, không có một sự Photoshop nào ở đây cả, đây là ngẫu nhiên. Còn hình ảnh này là hình ảnh gì thì mình không chắc chắn. Có một số khán giả và một số quý vị Phật tử nói rằng là giống hình của Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma thì hồi xưa giờ là dường như là mình không thấy, và một số người cũng không thấy và chưa biết rõ ràng rằng là hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma như thế nào cả. Đôi khi mọi người thấy hơi giống giống thì mọi người bảo là giống thôi cả nhà, nhưng mà không sao. Mình nhìn từ xa mình cảm thấy cũng giống giống hình ảnh một vị nào đó thôi, mình cũng không chắc chắn. Nếu mà quý Phật tử có thể nhìn ra hình ảnh gì thì có thể để lại bình luận nha cả nhà. Còn bây giờ thì Nhân sẽ chia sẻ một xíu về sư Minh Tuệ. Thì cả nhà cũng biết rồi đó, thì Nhân có duyên gặp với sư Minh Tuệ. Thì quá khứ trước khi mà sư đi tu như thế nào thì mình không có nắm rõ cả nhà. Nhưng mà có một số quý Phật tử hiểu rất là rõ về cuộc đời tu tập của sư Minh Tuệ. Và cho tới thời điểm hiện tại á, thì Nhân được biết rằng là sư tu hạnh đầu đà cả nhà. Và trong tương lai thì cũng không biết như thế nào, bởi vì rằng là sư đã rời núi rồi. Hiện tại đây chính là cái nơi lúc trước là sư thiền định thôi, còn bây giờ hiện tại sư đi đâu mình cũng chưa nắm được. Và cả nhà cũng biết rồi, khi mà sư tu hạnh đầu đà á, thì sẽ không cố định và không chắc vào bất kỳ một cái chỗ nào cả. Có thể là ngày hôm nay sư sẽ ở núi này, và ngày mai thì sư sẽ ở một cái ngọn núi khác, và tiếp sau đó thì có thể là ở bất kỳ đâu, ví dụ như là nghĩa địa,
hoặc là có thể là ở một cái gốc cây nào đó, hoặc là ở sâu ở trong rừng chúng ta không tìm được chẳng hạn. Thì bây giờ mình cũng không không học về giáo lý nhà Phật, cho nên mình cũng không nắm rõ được hết tất cả những pháp môn về Phật giáo. Cho nên đó là video mà Nhân chia sẻ sẽ là cái video không thiên về bên nào cả nhà. Nhưng mà chúng ta trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nên cảnh giác và đề phòng, bởi vì rằng là sợ rằng là có rất là nhiều kẻ xấu họ lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để có thể rằng là lôi kéo nhiều người, và sau đó họ làm một cái việc gì đó mà chúng ta không biết. Cho nên bây giờ chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta nên suy xét thật là kỹ sư Minh Tuệ cả nhà. Thì sư rất là hoan hỷ, sư gặp ai sư cũng tiếp chuyện hết á, cũng nói chuyện hết cả nhà. Sư không có phân biệt rằng là người này hay là người kia, hay là người nọ làm công việc gì, hay là nói chung á là sư không phân biệt gì cả. Ai gặp sư tiếp chuyện với sư thì sư đều chia sẻ với những cái gì mà sư biết cả nhà. Sư có nói với nhau một câu rằng là sư xưng con, sư nói rằng là con sẽ chia sẻ những gì mà con biết, còn những cái không biết thì con không nói. Đó là sư Minh Tuệ nói, trích lời của sư Minh Tuệ nha cả nhà. Thì lúc đầu khi mà Nhân lên đây Nhân gặp sư thì Nhân cũng không có để ý cái chỗ này, Nhân không để ý. Nhưng mà sau này thì có rất là nhiều bạn lấy cái đoạn video của Nhân cả nhà chia sẻ rộng rãi, cho nên khi đó có nhiều người coi, sau đó mới mường tượng ra, mới để ý ra, cho Nhân cũng không có để ý đâu. Thì không phải là trên video mình mới thấy, nhưng mà khi chúng ta đứng một cái khoảng cách tầm khoảng 1 mét mấy đến 2 mét thì chúng ta nhìn vô thì bằng cái giác quan của mình thì mình có thể tưởng tượng ra được một hình ảnh. Và Nhân cũng không rõ rằng là khi nào sư sẽ về núi nữa nha, nhưng mà Nhân cũng rất là mong để sư về lại núi để sư có thời gian tu tập. Nhân thấy một điều như thế này cả nhà, là hiện tại á, là không biết là vô tình hay là cố ý, mà Nhân thấy rằng là có nhiều người phỉ báng. Ý là Nhân không nói là phỉ báng sư Minh Tuệ hay là phỉ báng sư nào cả, nhưng mà có rất là nhiều người phỉ báng các nhà sư tu trong chùa hay là tu ở đâu á, nhưng mà Nhân thấy có một số người vẫn phỉ báng. Thì Nhân nhớ một câu mà Đức Phật có nói là nếu như mà ai mà phỉ báng mình không nhận cái lời phỉ báng đó thì cái lời phỉ báng đó là sẽ trả ngược lại về lại cho người mà phỉ báng. Thì mà cách tốt nhất của chúng ta là đừng phỉ báng một ai cả nhà, cho dù người đó là người ăn xin hay là cái người ăn mày hay là cái người rách rưới hay là người gì cả. Biết đâu được trong tương lai chúng ta sẽ là cái người giống họ sao cả nhà. Bởi vì trong cuộc sống là chuyện gì nó cũng có thể xảy ra tùy vào cái luật nhân quả đó. Bởi vì Nhân đi gặp các sư thì các sư chia sẻ về luật nhân quả cả nhà. Sợ rằng là đôi khi là trong tương lai chúng ta bị sa cơ thất thế, rồi chúng ta cũng đi ăn xin, hay là chúng ta cũng giống như những người mà mình đang phỉ báng thì sao cả nhà. Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta thì ai làm gì làm cả nhà, mình cứ làm cái công việc của mình tốt là được. Và Nhân nghĩ rằng một điều rằng là tất cả những tôn giáo, Nhân thấy rằng là tôn giáo nào cũng dạy cho chúng ta những điều tốt đẹp cả, không có tôn giáo nào mà dạy cho chúng ta làm xấu này, làm những điều ác. Tôn giáo nào cũng hướng cho chúng ta là làm những cái điều thiện lành. Cho nên Nhân nghĩ rằng là chúng ta theo một tôn giáo nào cũng được, miễn sao mà chúng ta làm những cái việc tốt, chúng ta không làm những cái việc phạm pháp hay là sai trái, thì đó đều là những người tốt. Và Nhân nghĩ rằng bây giờ chúng ta không nên đả kích bất kỳ một ai, cũng không phỉ báng ai, cái việc họ làm gì là kệ đó nha. Chúng ta cứ lo cho cuộc sống của chúng ta, lo cuộc sống của gia đình, và nếu mà cao xa hơn nữa thì chúng ta có thể lo cho cộng đồng và xã hội, đó là điều tốt đẹp. Nhân hy vọng rằng là trong tương lai là sẽ như vậy cả nhà. Thì bây giờ nếu mà Nhân không chia sẻ thêm về câu chuyện của sư Minh Tuệ thì chắc bây giờ cả nhà cũng đã nắm rất là rõ về tiểu sử của sư Minh Tuệ rồi cả nhà. Cho nên ngày hôm nay thì Nhân sẽ tập trung sẽ giải mã cái hình ảnh ở trên cái tảng đá này đó.
và Nhân khẳng định rằng là cái hình này sẽ không có người, bàn tay con người vẽ lên. Đó là điều đầu tiên. Và khẳng định là cái này không có Photoshop. Cái này là sự kiến tạo tự nhiên. Và sau đó bằng cái cảm quan và cái giác quan của mỗi người thì chúng ta mới có một cái cảm nhận khác nhau thôi. Và riêng cái cảm nhận của Nhân á, thì Nhân thấy rằng là nếu mà chúng ta nhìn vô thì chúng ta có thể tưởng tượng được đây là một vị nào đó cũng sẽ giống giống một vị nào, nhưng mà mình sẽ không chắc chắn là vị nào, bởi vì mình đã được nhìn thấy vị ở đâu, cho nên mình không khẳng định nha cả nhà. Bởi vì tất cả những hình ảnh mà chúng ta được biết về Đạt Ma Sư Tổ thì chúng ta chỉ được biết qua hình ảnh ở trên TV, rồi qua những cái bộ phim, rồi người ta mường tượng lại hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma thôi. Và trong chúng ta thì chắc chắn rằng là không có ai được nhìn thấy Bồ Đề Đạt Ma thật sự rồi. Nhưng đôi khi với một cái tâm thành kính vượt trội lên quá thì chúng ta có thể tưởng tượng được rất là nhiều thứ. Cũng giống như khi mà chúng ta đi trên đường rồi chúng ta tưởng tượng cái này, rồi chúng ta sẽ tưởng tượng cái kia, thì đó đều là cái tưởng của chúng ta. Thì một vị sư ẩn tu 10 năm có chia sẻ với Nhân đó, khi mà chúng ta gặp ma thì cái đó cũng là cái tưởng và làm cho chúng ta sợ hãi, thì chúng ta sẽ tác ý rằng là đó không, mình không sợ thì nó sẽ mất cái tưởng đi, thì chúng ta sẽ vượt qua cái nỗi sợ đó. Và thì bằng cái cảm giác của Nhân thôi cả nhà. Nhìn từ xa thì cũng giống với một khuôn mặt, nhưng mà không phải là nữ, có thể là nam. Nhưng mà thôi thì chắc chúng ta sẽ không có bàn vào cái việc này nữa. Đó thì Nhân lên đây với mục đích là để xác thực lại là cái hình ảnh này nó có còn hay không á. Ở phía trên đây cũng có một cái rãnh cả nhà thấy không? Cái rãnh này này để nước mưa á, là nó có thể chảy vào đây. Nó chảy vào đây nó sẽ không có bị tràn vào cái phiến đá này. Nói chung các sư cũng tính là rất là kỹ rồi. Không có nghĩa là sẽ không phá vỡ cái kết cấu cơ bản của những cái hòn đá trên đây nha cả nhà. Là sư trên đây là không có tác động gì đến đá hết, cứ để cho nó mọi thứ nó tự nhiên như vậy á. Miếng gỗ rất là đơn sơ. Một cái tấm ván ép. Và một điều đặc biệt rằng là ban đêm á, sư sẽ không có móc mùng hay cái gì cả cả nhà. Cứ ngồi trong tư thế thiền như vậy, rồi muỗi hay là cái con gì đó nó có tới nó cắn thì sư cũng để vậy luôn, ráng chịu. Sư vượt qua hết tất cả một cái rào cản rồi. Thôi, có lẽ bây giờ phải xuống núi thôi. Và Nhân nghĩ một điều rằng là sắp tới có thể rằng là sư Minh Tuệ sẽ không có về núi này nữa cả nhà. Nhân nghĩ sư sẽ tìm một cái ngọn núi nào đó rất là xa để có thể tịnh tu. Sẽ hạn chế gặp ai đó nữa. Thật sự mà nói thì cuộc đời của Nhân cũng rất là may mắn cả nhà. May mắn Nhân gặp được rất là nhiều các vị sư, rồi các vị chia sẻ pháp cho mình, rồi giúp cho mình giảm đi cái sự sân si, khiến cho bản thân mình dần dần được hoàn thiện lên một xíu. Thì cả nhà cũng biết rồi, cách đây mấy năm về trước thì mình cũng không có được hoàn thiện bản thân mình nhiều đâu.
Và từ khi mà gặp các sư tu ở trên núi cả nhà, các sư có chia sẻ với mình rất là nhiều những cái giá trị trong cuộc sống, những cái giá trị trong cái việc mà tu tập. Các sư có nói rằng, đặc biệt rằng là sư Minh Tuệ có chia sẻ rằng là chúng ta tu ở đâu cũng được cả nhà, miễn sao mà chúng ta làm những cái điều thiện lành, rồi biết bố thí cúng dường, giúp cho nhiều người, thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là an lạc. Cái việc mà bố thí thì cúng dường thì chúng ta đừng có nghĩ gì đó nó quá lớn lao cả nhà. Đôi khi chúng ta đi trên đường rồi chúng ta phát tâm giúp ai đó, có thể là những cái việc nhỏ thôi. Chúng ta có thể là chúng ta bố thí lời cảm ơn, chúng ta bố thí tiếng cười, chúng ta mang lại niềm vui cho người khác, thì đó cũng là cách mà chúng ta bố thí đó cả nhà. Chứ không hẳn là bố thí là chúng ta bố thí về vật chất. Còn các sư á, các sư cũng hoan hỷ, các sư bố thí cho chúng ta. Các sư bố thí ở đây là chúng các sư thuyết giảng cho chúng ta những cái bài pháp mang lại cái giá trị để chúng ta sửa đổi. Cơ bản rằng là nhân quên một điều cả nhà. Khi mà chúng ta đi trên rừng á, thì chúng ta sẽ hạn chế chạm tay vào những cái thân cây ở ven đường. Bởi vì rằng là khi mà chúng ta đưa tay lên những cái cành cây ven đường á, đôi khi trên đó có những cái loài rắn hay là những cái loài gì đó nó có độc tố á, là nó sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta. Cả nhà, ngày hôm nay Nhân quyết định là Nhân đi giải mã lại một hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên một cái tảng đá. Nhưng mà có một điều như thế này cả nhà, Nhân không xác định được rằng là hình ảnh đó là nó có từ bao giờ, nó có trước khi sư Minh Tuệ ở đó hay là nó có sau khi sư Minh Tuệ ở đó, mình không biết. Nhưng mà hiện tại mình vẫn thấy nó đang nằm ở đó. Cho nên là Nhân xác định lại là hình ảnh này không được sự Photoshop hay là tự tạo lên con người nha cả nhà. Có nghĩa là con người không tự tạo nên cái hình ảnh đó. Và do sự tưởng tượng và sự trừu tượng của chúng ta, chúng ta suy nghĩ ra đó là hình ảnh gì và chúng ta suy nghĩ. Cho nên là Nhân cũng không có xác định được là hình ảnh gì nha cả nhà. Nếu như mà cả nhà xác định được đó là vị nào thì cả nhà, theo quan điểm của cả nhà thì để lại cái bình luận ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ Nhân xin phép là Nhân sẽ xuống núi và hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ Nhân để tiếp tục sau này Nhân sẽ đi làm những cái video bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà.